Sau chỉnh sửa tại MUBA 2024, các vị tướng được buff có thực sự mạnh lên và các vị tướng bị giảm sức mạnh có phế? Trạm Game hiểu anh em đang thắc mắc và cần lời giải nên với truyền thống của kênh Trạm Game, đó là chơi đánh đài trước một tuần và sau đó chia sẻ cảm nhận cá nhân một cách thực tế, không hề chém gió trên lý thuyết, gửi tới cho anh em để anh em có cái nhìn trực quan hơn. Xem xong nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình, tránh họ tối cổ nhé. Bắt đầu thôi. Đánh giá chỉnh sửa Elandor. Thực sự xem APL 2024, xem Zanzan múa Elandor và Aprey Buriam mới thấy được bóng dáng đâu đó của một Elan thời đỉnh cao. Đúng là tiểu lai bâng của GCS có khác. Không kịa gì ở đây nhá, vì bâng cũng là một tay chơi Elan khét tiếng đó. Trước cập nhật mùa S3 2024, Elan tỷ lệ chọn là 6,94% và tỷ thắng là 51,99% ở đánh đài. Và sau cập nhật một tuần, tỷ lệ chọn là 13,49% với tỷ thắng 53,47%. Tỷ lệ chọn đã tăng gấp đôi rồi, chứng tỏ hiệu ứng được búp là rõ ràng nhá. Khi chiêu 2 có thêm khả năng có thể chặn các vật thể bay dạng chiêu bắn xa, tấn công vào phạm vi của chiêu 2 Elan. Trạm Game tin rằng ở đánh Việt mình đã update vào ngày 10 tháng 7, anh em sẽ cầm cả Elan đi trợ thủ cho mà xem. Chắc là lên đồ vừa đam chậm đủ kiểu và sau đó sử dụng chiêu 2 chặn kỹ năng của địch để bảo kê đồng đội, đúng không? Sẽ đều một chút cảm nhận riêng của Trạm Game khi chơi và trải nghiệm Elan. Cảm giác tự tin khi solo 1-1 và có vẻ dễ ao nhây kỳ địch hơn. Không quá sợ bọn cấu thì chiêu từ xa như trước đây, vì chỉ cần anh em canh đúng thời điểm, sau đó là sử dụng chiêu 2 lá thể hủy chiêu kỳ địch ngay. Đôi khi nha còn khiến kỳ địch bị hớ cơ. Ví dụ Natalia phọt chiêu 2 tới, chỉ cần anh em dùng chiêu 2 là hủy đi ngay cầu của cô nàng và sau đó thoải mái biến ảo và thả diều. Elan sau chỉnh sửa khi anh em giao tranh đấy ạ. Nếu không cần thiết cứ để dành chiêu 2 lại để có thể ao kẻ địch, tránh sử dụng lung tung. Nhưng nếu đang đuổi bắt kẻ địch mà hết kỹ năng hoặc là thiếu đam buộc phải sử dụng chiêu 2, anh em cứ dùng, đừng bó buộc nhá. Đương nhiên chiêu 2 hiệu quả nhất đấy là gặp bọn tung chiêu cấu đỉa từ xa hoặc là bọn tay dài bắn thường, chứ gặp bọn sát thủ cận chiến nhá, ối dồi ôi ngay. Một chút lợi thế nhỏ khi bùa đỏ thay đổi giúp Elan thể farm nhanh hơn, dễ dàng thả diều áp lực kẻ địch hơn. Nhưng hơi tệ cái nhá, ở mùa S3 này lại có bảo hộ trụ, thế nó mới cay chứ. 4 phút đầu game giảm tận 25% sát thương, chưa kể trụ còn có thêm lá chắn giảm đam đầu game nữa mà. Thành ra Elandor và một xạ thủ khác khó lan cổ tuyết hơn trước nhá. Theo Trạm Game, tại mùa S3 này Elan đi rừng thì vẫn dễ farm và nhiều vàng, dễ dàng phát huy tối đa sức mạnh. Kiểu là có thêm quái như là linh vũ rồi là cua, anh em farm gọi là tuyệt vời. Đương nhiên việc đi rồng như là vương giả vĩnh diệu anh em mong đợi đấy ạ. Tiên gì nghĩ là đi được, giống như là cách Phoenix bỏ rừng sang rồng đó. Chỉ là riêng với cá nhân Trạm Game nhá, nếu đi đánh đơn lại còn làm clip cho anh em đấy ạ, đi rừng vẫn phê hơn. Nói chung Elan bây giờ TNG thấy khá là dễ chơi, dễ ao vàng và hack vàng kẻ địch. Nói chung là xem Zanzan đánh xong đấy ạ, truyền cảm hứng cực kỳ luôn. Nếu anh em quan tâm Elan thì đây là vị tướng có nhiều ưu điểm nhá, như là cơ động, lại còn có chiêu 2, ao nhây kẻ địch có kỹ năng bay tới, farm rừng nhanh, lăn cầu được, bất lợi đương nhiên là có rồi, xạ thủ mà, máu mỏng đúng không ạ? Giúp bị ăn đòn tới vị tướng sát thủ cận chiến. Thêm một góc nhìn khác chia sẻ từ một người em của Trạm Game hiện tại đang đeo thách đấu đài và khá thích chơi Elan, thì em nó cảm nhận nhá, Elan vẫn như bản chất thôi, chiêu 2 vẫn dùng để gây sát thương cũng như là giữ tầm với kẻ địch là chủ yếu. Chứ nếu mà chỉ chăm giữ lại kỹ năng hoặc là đợi kẻ địch tung chiêu để chặn kỹ năng của đối thủ có vẻ là hơi tù, nên anh em mới chơi thoải mái và giữ chiêu tùy đối thủ là ai. Ví dụ gặp bọn ngộ không hay là bọn kê đi, phải sử dụng chiêu 2 để ao nhây chứ, đúng không? Trạm Game khá chắc rằng Elan sẽ vươn lên khá mạnh ở rank và giải sau cập nhật đó, đặc biệt là ở giải đấu với những team muốn áp đặt thế trận sớm, ví dụ như là SGP, FPT Frat hoặc là Buriam, Fratwood. Và TNG lại phải nhắc lại Zanzan rồi, mùa Elan ghê gớm thế cơ mà. Đó là dự đoán của Trạm Game, còn theo bạn, Elan liệu trở lại? Chia sẻ ý kiến riêng của mình dưới video nhé. Đánh giá chỉnh sửa Illumia. Nói tới mùa S3 thì sao thiếu được tính năng VIP. Rank Việt mình nha, muốn đạt VIP 7 chỉ cần có 5 củ và VIP 7 anh em sẽ có ngay cho mình là trang phục Illumia Nộ Hải Thiên Ngư, là bậc SS VIP mới toanh nhá. Trước chỉnh sửa mùa S3 2024, Illumia có tỷ lệ chọn là 3,54% và tỷ thắng 49,17% tại đánh đài. Nhưng chỉ sau một tuần, tỷ chọn Illumia tăng lên là 9,77%, tỷ thắng là 50,45%. Đấy, hiệu ứng của búp sức mạnh kèm trang phục VIP 7 được nhận, nó khác biệt lắm anh em ơi. Ai chẳng muốn test cái bộ trang phục này nếu anh em đạt VIP 7 đúng không? Và kèm theo đó là cú búp rời khỏi giao tranh nhận 20 điểm tốc chạy và hồi 1% năng lượng tối đa mỗi giây. Thật ra thì búp này hay, nhưng nó lại không hẳn là nhân tố khiến Illumia siêu hot như là quà VIP 7 dạng free cho anh em nạp thủ lâu năm, anh em thấy đúng không? Được cái sau chỉnh sửa đấy ạ, Illumia giao tranh xong, lượng năng lượng sẽ được hồi liên tục nên anh em không lo thiếu năng lượng như trước đâu. Ôm đường tối ưu hơn, spam kỹ năng thoải mái, nếu thích nha, anh em thêm quả phù hiệu sung mãn đấy ạ, nước nôi tràn trề luôn. Nhưng theo TNG, hồi phục có nội tại về đầy đủ rồi, nên làm quả thánh châu hồi chiêu cuối cho khỏe nhá. Trạm Game tin chắc rằng Illumia sẽ được vận dụng, vì sao ư? Bởi vì Aether nhá ở giải đã được sử dụng khá nhiều, như là APL vừa qua đó hoặc là đấu trang vọng mùa xuân đợt vừa rồi. Và thậm chí với nhiều chị em, với cú búp này, nếu cho Illumia đi trợ thủ còn sướng hơn cơ. Lên thêm quả đồ trợ thủ hồi huyết đấy ạ, trụ đường cùng xạ thủ nó phê phải biết luôn. Và tại mùa S3 này, cứ 3 phút anh em lại được đổi giày, nên thứ tự ưu tiên giày theo TNG vẫn nghĩ rằng
dây hồ chiêu cho đầu game và dây kim cương hoặc là dây hộ vệ và kể cả là dây phù thủy cho đoạn sau Illumia là rất ngon, tùy theo đối thủ mà sử dụng nhé. Anh em đạt VIP 7 để trải nghiệm Illumia nộ hải thiên ngư chưa? Đánh giá chỉnh sửa Charlotte, wow, nói sao nhỉ, xem anh Nailu và tuyển thủ đánh Charlotte tại giải đấy ạ. Ui, đá con mắt quá đi, nhờ họ mà chạm game và anh em đã biết được Charlotte nó áp lực ra sao khi trên tay người chơi kỹ năng cao. Đúng là tướng không phế, do chạm game chơi gà nên phế mà thôi. Nhờ hiệu ứng APL 2024, chạm game tin chắc rằng Charlotte tỉa chọn và tỉa thắng sẽ tăng cao cho mà xem. Chưa kể tại mùa S3 này nha, cô nàng được búp thêm cơ mà. Tiếc mỗi cái thôi, thông số bên ranh đài Charlotte lại chưa được update, thế mới cay chứ. Có mỗi ranh Thái, nhưng Thái nha lại chưa update. Mùng 10 tháng 7 Thái mới update với ranh Việt nhà mình thôi, nên cho trẻ game nợ thông số Charlotte nhé. Cụ thể cú búp Charlotte thì cơ bản thôi, giảm hồi chiêu ở chiêu 2 và tăng sát thương ở chiêu cuối. Với cú chỉnh sửa này nha, Charlotte thực sự trở thành một con quái vật ở đầu game và hành được rất là nhiều kèo. Theo như anh Nailu chia sẻ đấy ạ, thì ở đường Caesar bây giờ nhá, cứ chơi floor Charlotte rồi cả Murad ăn hết mọi kèo. Mở ngoặc, chơi như anh Nailu là farm hết, hit ké hết cả rừng, mid rồng nhá. Chứ anh em mà không chơi như anh ấy tức là farm hết, hit ké hết đấy ạ. Chứ ba tướng anh ấy gợi ý gặp một số kèo sẽ dễ toang đó. Không phải tự nhiên mà anh Lưu gánh ghê ở APL 2024 đâu. Tài nguyên được cả đội nhường cơ mà. Hơn 23.000 vàng so với đối thủ thì kèo đường top mà đỡ nổi đây đúng không? Trừ khi các bạn làm đúng như vậy mà lại qua báo như anh Nailu sân khấu thì chả thua là gì đúng không? Charlotte chưa ai được giảm thời gian hồi chiêu chỉ còn 5 giây ở đoạn đầu game. Như này nha, Charlotte lướt liên tục và chém nội tại liên tục khá là khó chịu. Nên trẻ game rất là thích lên đôi giày trả giày hồi chiêu sớm cho Charlotte. Đúng kiểu là đã giảm hồi chiêu nhá thì giảm cho nó mạnh mẽ luôn, tích nội tại nhiều chém sao cho nó phê. Về sau nha, anh em có thể đổi đôi giày khác tùy đối thủ mạnh yếu và chất tướng ra sao. Vì 3 phút anh em có thể đổi giày một lần mà. Sốc căng nhá, giày hộ vệ khống chế căng, ta có giày kim cương đủ cả luôn. Chiêu cuối đam to hơn một chút nhưng cảm giác vẫn chưa ăn thua cho lắm đâu. Dạng là có tăng nhưng chưa tạo ra được sự khác biệt lớn đó anh em. Charlotte đường top bây giờ cảm nhận khá lực đó, nên anh em chơi rất là dễ trên kèo team đối thủ. Kèm thêm quả cùng dịch chuyển, Charlotte chỉ cần hành đối thủ sau đó dịch chuyển đi farm ké hoặc là tới giao tranh vét mạng rất là tốt. Chưa kể thêm quái rừng nha, linh vũ thủ vệ nè, cua xanh, lượng vàng ở cánh gọi là dồi dào, cảm giác rất là dễ xanh và nhiều vàng hơn trước, rõ ràng rồi đúng không? Nhưng hạn chế nha, bớt ảo tưởng sức mạnh và tránh báo đồng đội giống anh Nailu. Anh em mà muốn băng trụ đấy ạ thì phải gọi đồng đội lên, vì bây giờ anh em một mình băng trụ sẽ cực kỳ khó, bởi vì anh em sẽ bị giảm sát thương rất là nhiều và dễ dàng bị kẻ địch ao ngược. Tuy rằng mạnh ở đoạn đầu game nhưng phải hạn chế đánh láo và check bản đồ liên tục với chiêu một nhé, vì anh em rất là dễ bị gank ở meta mùa S3 này bởi sự xuất hiện của cổng dịch chuyển và quái rừng mới, nên đối thủ rất là thích lên top để gank. Với màn thể hiện của Charlotte ở APL, chúng ta phải công nhận rằng đây không phải là bụi tướng yếu mà hoàn toàn nên luyện tập nghiêm túc, cũng như là các tuyển thủ nha sẽ có nhiều thời gian hơn để luyện tập nhuần nhuyễn vị tướng này. Thật là đáng mong chờ tới giải đấu triển vọng mùa đông qua đi, có khi Charlotte lẽ thể đá bay Richter trở thành bá chủ đường top ấy chứ đúng không? Đó là cảm nhận riêng của Trạm Game, còn bạn thì sao? Chia sẻ ý kiến ngay dưới video nhé. Đánh giá chỉnh sửa Tachi, làm lại kỹ năng, liệu có một bước lên trời như điêu thuyền? Một phách nhỏ cho anh em, từ mùa S2 thì tướng nào có trang phục thượng hạng thì đều được chỉnh sửa sức mạnh theo hướng mạnh hơn. Vậy Tachi sau một tuần update có gì? Trước chỉnh sửa, tỷ trọng của Tachi chỉ có 1,87% và tỷ thắng là 48,58% tại đánh đài. Và sau update một tuần, tỷ trọng Tachi tăng mạnh luôn, 6,5%, tỷ thắng là 49,06%. Một tin cực vui cho anh em, bởi sau chỉnh sửa, Tachi có thể liên tục tích nội tại nhờ bùa xanh bùa đỏ, nên anh em có thể tích nội tại khá dễ dàng. Điều đó khiến Tachi đầu game khá đáng sợ và áp lực, farm rừng nhanh lắm. Tachi bây giờ nha, nếu anh em lên semi là khá ngon, vừa băng xả được, không sợ sốc đam, lại có khả năng bắt chủ lực tối ưu, vì lượng sát thương khi lên thêm đồ đam là rất tuyệt vời. Meta mới thêm cổng dịch chuyển giúp Tachi tiếp cận ở tranh dễ dàng và nhanh chóng hơn. Anh em có thể lựa chọn nhiều vị trí để chơi, ví dụ nhà đi rừng, đi trợ thủ và cả đi top cơ mà. Bây giờ chơi Tachi nha, cảm giác rất là mạnh ở đoạn đầu và giữa game, nhưng cuối game thì khả năng chống chịu Tachi chỉ ở mức vừa phải thôi, không quá trâu lắm. Cứ chọn đội vào trước đi, mình vét và khép góc sau. Và theo trải game, Tachi chúng ta ưu tiên đi rừng ở tại mùa S3 vì đánh bùa tiêu tại được khá ngon, farm nhanh, có cổng dịch chuyển, đi gank top rồi lại gank rồng hoặc là mid nhá, siêu nhanh chóng, không sợ Tachi kém cơ động khó gank như trước. Mặc dù xét trên mặt lý thuyết các chỉnh sửa Tachi là khá ngon, thế nhưng nếu nhìn vào tỉa chọn ở bảng xếp hạng cũng như là khi trải game theo dõi các buổi livestream của các tuyển thủ bên đài hay là mấy anh em tuyển thủ Việt nhà mình sang bên bàn đài để thách đấu, thì Tachi không phải là lựa chọn ưu tiên, hay đúng hơn là không xuất hiện khi trải game xem. Có thể là do đầu mùa họ cần đeo nhanh để lấy mark thách đấu, chưa muốn test tướng nên vẫn chọn tướng đi rừng, đi top và trợ thủ hợp meta hơn. Dù vậy, Trạm Game có niềm tin lớn về sức bật của Tachi trong thời gian tới, đặc biệt là khu vực Thái Lan, một nơi mà Tachi ở giải đấu nha. Dù Tachi chưa được chỉnh sửa vẫn được ưa chuộng rất là nhiều, bây giờ sửa xong lại chẳng chơi quái chứ đúng không? Anh em đánh giá sao về Tachi cũng như là sau đi xe đánh, anh em có dám vác Tachi đi rừng không?
đánh giá chỉnh sửa điêu thuyền. Giờ cho anh em đều biết điêu thuyền thực sự mạnh rồi đúng không? Khó chịu từ rank đến nổi danh tại giải APL 2024, mỗi vị tướng khép góc, khống chế và thể tạo đột biến giao tranh, ép hoặc là thủ trụ đáng gờm. Nên đừng hỏi vì sao dù người ta phải bị giảm sức mạnh. Chơi cập nhật mùa S3, tỷ lệ chọn của điêu thuyền là 22,21% và tỷ thắng 57,27%. Top 1 tỷ thắng, top 2 tỷ chọn bên anh đài, đúng đẳng cấp. Và sau một tuần cập nhật mùa S3 2024 bị giảm sức mạnh thì tỷ thắng của điêu thuyền là 18,81% và một tỷ thắng còn rất cao, 55,71%. Top 1 tỷ thắng, top 4 tỷ chọn, xếp sau Natalia, Lidana và Chrissy ở đánh đài có giảm chút ít, nhưng các bạn đừng lo, chẳng ăn thua đâu. Điêu thuyền vẫn rất lực với một cái thông số như vậy. Chỉnh sửa này khiến điêu thuyền giảm bớt áp lực ở đoạn đầu game và bớt đi độ khó chịu, khép góc từ chục cuối liên tục. Nhưng có thể khắc phục bằng cách đó chính là lên đồ hồi chiêu sớm như là dây thuật sĩ chẳng hạn, giảm hồi chiêu và món trang bị phép giảm hồi chiêu khác nên sẽ không ảnh hưởng quá lớn đâu. Sau khi anh em mắc chút cuối hoặc đủ hồi chiêu dùng rồi, anh em chỉ cần đổi sang sử dụng đôi giày khác tùy chọn theo kẻ địch. Nên nhớ 3 phút đổi giày một lần và không tốn vàng. Mùa S3 này đấy ạ, có cùng dịch chuyển, điêu thuyền thể ganh top liên tục, tạo áp lực và sau đó dịch chuyển về trụ mít để dọn lính hoặc là qua rồng để hỗ trợ khá hiệu quả. Một chút cảm nhận khi đeo rank nhá. Đầu game đấy ạ, chiêu cuối hồi hơi lâu một chút nhưng dùng đúng lúc thì vẫn ổn vì đam vẫn giữ nguyên mà, không ảnh hưởng quá nhiều. Còn khi ở tí đồ hồi chiêu, điêu thuyền này trở lại khỏe và áp lực như ban đầu. Nên điều chỉnh này đúng là có ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng quá lớn, các bạn đừng lo, điêu thuyền vẫn mạnh và khó chịu lắm. Sau khi trải nghiệm game đá chơi và nhìn vào bảng xếp hạng thì rõ ràng tương lai điêu thuyền ở rank và cả các giải đấu sắp tới đây đấy ạ vẫn rất là sáng. Đặc biệt nếu trong team có Doria đấy ạ, chúng ta lại chẳng phải lăn tăn về vấn đề là bị tăng thời gian hồi chiêu. Doria reset cái nhẹ nhá, 2 lần chu cuối khép góc giao tranh, tướng nào chịu nổi đây? Đó là cảm nhận riêng của trải nghiệm. Còn bạn, bạn đánh giá sao về điêu thuyền? Hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới video nhé. Đánh giá chỉnh sửa Van Hên. Van Hên là bài đánh 1 điểm của người Thái tại giải APL 2024. Và chắc sau giải đấu anh em đều biết đó, bài đánh Van Hên các đội AOG của chúng ta đấy ạ, thực sự chưa nắm bắt và đánh hiệu quả được. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Qua đó đủ chứng minh áp lực của Van Hên và đồng bọn rồi đúng không? Vì Van Hên không chỉ áp lực khi kết hợp Kred mà còn rất là nhiều bài đánh đa dạng khác cơ. Tạm gác vụ giải đấu đi, dù chính vì giải đấu và rank có áp lực mới là hệ quả khiến Van Hên bị giảm sức mạnh. Trước khi bị giảm sức mạnh, Van Hên có thể chọn là 36,25%. Wow, ấn tượng chưa? Tỷ thắng 49,9%, top 1 tỷ chọn luôn. Nhìn thông số quá xứng đáng bị giảm sức mạnh. Sau một tuần bị giảm sức mạnh thì tỷ chọn Van Hên còn có 30% và tỷ thắng là 49,34%. Rớt xuống top 2 tỷ chọn, xếp sau Hete nhưng vẫn quá đỉnh đúng không? Và sẽ đều một chút cảm nhận của riêng TNG. Đúng là chu cuối bị tăng thời gian hồi chiêu, nhưng TNG thấy sự thay đổi này cảm giác không ảnh hưởng nhiều tới Van Hên đâu. Vì cho tranh, chu cuối chỉ cần kích một phát là xong, đơn giản. Còn chiêu 2 đấy ạ, không vấn đề. Trảm game chơi, dù thấy thêm tí thời gian hồi chiêu nhưng chẳng bó đâu. Chỉ cần phát choáng phi tiêu vàng đầu tiên chuẩn đấy ạ, lấy lợi thế, cứ thế mà spam nội tại thôi à. Nói chung là trái thay đổi gì nhiều, vẫn như cũ thôi, chỉ là hồi chiêu tăng hơn một chút nhưng không đáng kể. Đam vẫn to, ép đường vẫn lực nhưng tệ một cái nha. Cơ chế bảo hộ trong phạm vi trụ tại MS3 nó khiến Van Hên khó ép một chút. Vì sao ư? Cứ vào trụ nha, giảm 25% sát thương nên ảnh hưởng tới Van Hên ở cái mặt đó chính là ép win sớm, áp lực lên đối thủ. Chưa kể bây giờ cổng dịch chuyển, top kẻ địch nếu thắng thế hoàn toàn để xuống rồng hỗ trợ đồng đội, thủ đường rồng dễ dàng khiến cho Van Hên và đồng đội khó ép hơn trước. Bây giờ muốn ép nha, phải cử đông người vào. Mặc dù gặp đôi chút khó khăn ở đoạn đầu game là thật, nhưng Van Hên vẫn cho chúng ta thấy không thể đùa được với con bài này. Tuy nhiên Van Hên bây giờ chúng ta bảo là đẩy trụ siêu nhanh thì hơi khó một chút, nhưng mà solo bone theo kiểu là ăn mạng và đẩy trụ và trụ đó không ai thủ thì đó lại một câu chuyện khác. Thực sự trảm game hơi tiếc vì phải chờ khá lâu chúng ta mới thấy Van Hên ở giải đấu, đặc biệt là trong tay Buriam. Bởi rõ ràng nhá, Buriam đang đội tuyển đánh bài Van Hên ghê gớm bậc nhất ở APL mà cứ chơi nhá là win cơ. Bạn nghĩ sao Van Hên? Hãy comment chia sẻ dưới video ngay nhé. Đánh giá chỉnh sửa Enzo, đột biến và áp lực, đó là những điều Enzo làm được tại giải APL 2024, nhìn đá con mắt luôn. Đó là lý do vì sao Enzo bị giảm sức mạnh đó anh em, nhìn qua một chút thông số trước nhá. Trước khi bị giảm sức mạnh, Enzo tỷ chọn là 10,91%, tỷ thắng 53,66%, top 1 tỷ thắng luôn cơ, rất lực. Còn sau một tuần bị giảm sức mạnh thì sao? Enzo tỷ chọn là 10,17% và tỷ thắng 50,85%, rớt xuống top 3 tỷ thắng sau Aoi và Sinit. Nhưng các bạn đừng lo ngại vì Enzo vẫn rất lực khi đi trợ thủ. Mà cú giảm sức mạnh này nhá, anh em đi trợ thủ có ảnh hưởng gì lắm đâu. Anh em đi trợ thủ nhá, chỉ việc xích trúng địch, giật về và cùng đồng đội múc bang thế là xong. Đợt chỉnh sửa này Enzo bị giảm miễn thương khi xích mục tiêu ở chiêu 2 và chiêu cuối bị giảm tốc đánh tốc chạy sau khi hạ hoặc là phụ, ảnh hưởng là có nhá. Và sau khi trảm game có chơi đấy ạ, có một chút cảm nhận như sau.
Cho Enzo có vẻ không bùng cháy như trước, nhưng mà chỉ cần anh em khống chế, hất cả địch về cho team Zodam thì vẫn ok. Nhưng khả năng băng xả vào gân team nếu anh em đi vị trí khác, ví dụ như là rừng hoặc top đấy ạ, có ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là khi anh em va nhau 1-1. Vì các bạn cần nhớ, miếng thương chiêu hài của Enzo chỉ tác dụng lên mục tiêu bị xích, còn đồng đội của thằng bị xích nó không bị ảnh hưởng. Nên nếu mắc trúng cái địch, anh em lao vào ẩu đấy ạ, bốc hơi rất nhanh. Còn nếu hạ hoặc là phụ TNG thì Enzo đuổi bắt vẫn rất lực nha, đừng có coi thường. Và như Trảm Game nói đó, nếu anh em đi trợ thủ không ảnh hưởng nhiều đâu. Ở bản đồ mới nhá, Enzo anh em nên đi trợ thủ sẽ hiệu quả hơn. Nhất là có cùng dịch chuyển nhé, giúp Enzo di chuyển khắp map, móc kẻ địch hất về trong đội búc bang, và sau đó dịch chuyển về rồng hỗ trợ xạ thủ. Đặc biệt tại mùa S3 này, anh em để phụ dừng farm sớm, sau đó dịch chuyển từ phút thứ 2 về đường rồng hoặc là ra mid áp lực. Enzo đúng là đại diện cho việc mọi thủ đoạn đều khuất phục trước sức mạnh tuyệt đối. Dù có bị giảm sức mạnh, nhưng độ ảo của Enzo vẫn còn thì nó vẫn cứ gọi là nguy hiểm. Có hôm Trảm Game xem Embers livestream ở đánh đài đó, cầm con floor, ăn xích tốc biến của Enzo ao tầm mà vẫn bị lật về luôn cơ mà. Chắc chắn ở rank, như anh em nào đã quen tay với Enzo thì đây vẫn là con bài tuyệt vời để đeo rank. Còn ở giải đấu ư, Enzo không phải là bị tướng dễ chơi, dù pick Enzo ở đánh kiểu khắc chế vẫn rất là ngon. Đánh giá Doria, tướng mới nhưng bị cấm thực sự rất là nhiều ở rank đài. Chỉ cần là rank cấm chọn thì bên này đã có truyền thống là cấm nhiều rồi. Nhưng chính vì là tướng mới nên chúng ta càng cần nhiều thời gian hơn để chứng minh sức mạnh. Vì lẽ đó, Trảm Game chỉ gửi tới cho anh em cảm nhận cá nhân khi chơi bị tướng này thôi. Doria buff reset chiêu trong đội khá là ngon, nhưng anh em phải lựa chọn là reset kỹ năng nào trong đội. Vì nhiều anh em đang hiểu lầm là chiêu cuối Doria hồi chiêu cuối trong đội, không phải anh em, mà là hồi kỹ năng hồi chiêu lâu nhất. Nhưng mà nếu đồng đội chưa dùng chiêu cuối, anh em vẫn có thể hồi kỹ năng khác mà. Và để búp chuẩn, búp hay, cần gì đây? Chúng ta cần hiểu nhiều vị tướng có những kỹ năng ra sao, vị tướng nào cần ưu tiên hồi và tướng nào không cần thiết. Ví dụ nhá, giữa một con Zena và một con Zuka thì chắc chắn anh Du béo nhà ta đấy ạ sẽ cần hồi chiêu hơn rất nhiều rồi. Doria cấu đỉa khống chế bằng chiêu 1 khá là khó chịu nhá, check map được luôn. Nên anh em để kết hợp các vị tướng ở chiêu cuối ra tranh khỏe và thời gian hồi chiêu vừa phải thôi. Chứ bọn hồi chiêu lâu nhà đi đắc và Yumiya đấy ạ. Nói thật là TNG hơi lười búp cho bọn này, trừ khi bọn nó đánh quá hay. Chưa hồi cho bọn nó xong nha, mình toàn phải chờ 70-80 giây hồi, trời ơi, lâu thực sự. Còn về khả năng hồi phục của Doria cảm giác khá ngon và không kém cạnh gì Helen đâu. Vì chiêu 2 khi anh em tung chiêu đồng minh thì đã hồi ngay một cái lượng máu đáng kể cho bản thân và đồng minh rồi. Chưa kể đứng trong hồ nước chiêu 2 của Doria được hồi máu và hồi năng lượng cơ mà. Thành ra khi anh em thủ đường hoặc là ép đường của đồng đội khá tốt mà lại không cần phải về nhà hồi máu quá nhiều lần. Đương nhiên, nếu anh em muốn hồi máu nhiều hơn thì phải có hai điều kiện như sau. Thứ nhất, nâng chiêu 2 nhiều vào. Thứ hai, anh em phải lên đồ phép cho Doria. Trời ơi, anh em mà lên nhiều đồ phép giống kiểu Helen đánh giải trước đây đấy ạ, hồi máu kinh khủng luôn. Và đương nhiên, khi anh em ở trạng thái tiên cá đấy ạ, các đòn ánh thường cường hóa của Doria dọn lính cực nhanh luôn. Một chút lưu ý nhỏ khi anh em tung chiêu 1, nhớ kết hợp thêm chiêu 2 để gia tăng tầm khống chế từ xa, gây bất ngờ cho kẻ địch. Còn nếu anh em muốn hồi liên tục chiêu 2 để búp trong đội ư, đơn giản thôi, sử dụng ngay chiêu cuối lên bản thân để spam chiêu 2 các bạn nhé. Vừa cơ động lại hồi phục ngon, tùy thời điểm mà sử dụng. Nên các bạn phải lưu tâm cho việc là chọn tướng búp hồi chiêu tối ưu hoặc là tự bản thân Doria tự dùng luôn. Doria theo TNG đi vị trí trợ thủ búp thì hơi bị xịn đó, bởi vì có thể búp rất là nhiều cho đồng đội đúng không nào. Thêm quả phù hiệu thánh thuấn rồi là đồ trợ thủ là hồi huyết thì đồng đội không bao giờ lo phải về nhà luôn. Nhưng biết đâu được ở giải đấu sắp tới các tuyển thủ ấy thích cầm đi mít thì sao nhở, giống trường hợp của Rui và Ate trước đây chẳng hạn. Nhưng theo TNG, Doria sẽ bị cấm nhiều ở rank đó, các bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi. Thứ nhất là sợ té tướng này, thứ hai là liệu rằng vị tướng chuyên búp này ở rank đơn nó thực sự ngon hay không? Đó là cảm nhận cá nhân của TNG. Còn bạn thì sao? Anh em đánh giá sao về Doria? Riêng cái khoản làm video top top đấy ạ, Doria cứ bị gọi là xịn nhá. Đánh giá chỉnh sửa theo nát, nhiều anh em nếu ít tìm hiểu game sẽ cho rằng theo nát không phải là tier 1 như bọn Elsu hay là Stuart đâu mà lại bị giảm sức mạnh, thật vô lý. Vậy để Trảm Game lý giải một chút nha, giải khác ở rank. Ở rank đấy ạ, theo nát vẫn là con bài áp lực và là bài đánh đè đường khỏe ở đoạn đầu game. Lết nha, bắn quá lực đi, cái lượng đam DPS như là máy khâu, cứ 3 giờ là địch bay màu ngay. Vậy ở rank, theo nát có thông số ra sao? Trước khi bị giảm sức mạnh, theo nát có tỉa chọn là 23,71%, rất cao nha. Nhưng vì rank đấy ạ, ít bảo kê tốt nên tỉa thắng ở dưới đáy 46,84%, nhưng là top 4 tỉa chọn đó. Còn sau một tuần bị giảm sức mạnh thì sao? Theo nát có bị giảm tỉa chọn xuống nhá, 17,05%, và tỉa thắng vẫn vậy thôi, 45,69%. Qua đó anh em để thấy ảnh hưởng là có, nhưng lượng người chơi theo nát và tin vào khả năng đè đường sớm của theo nát vẫn rất nhiều. Vâng, chứng là có luôn, đâu phải tự nhiên đội ngũ chỉnh sửa phải giảm chiêu một cô nàng khi giảm tốc đánh và sát thương khi theo nát kích hoạt chiêu 1. Chỉnh sửa như vậy Trảm Game tự tay chơi đấy ạ. Thấy đầu game bắn không thấm như trước, nhưng cảm giác chơi thì vừa đủ để cố đỉa kẻ địch. Tức là không quá yếu đi, nhưng đúng là có bất lực hơn trước khi bị giảm.
Mà tại MS3 này, lính được thêm máu mà theo nó lại bị giảm đam và tốc đánh, nên farm lính ở đoạn đầu sẽ chậm hơn trước một chút. Nhưng căng cái khoản là lính càng về sau, đặc biệt là từ phút 15 trở đi đấy ạ, tốc chạy rất là nhanh, tốc đánh không lực, một vị tướng bắn đơn mục tiêu mà lại dọn lính không lực như theo nát chắc chắn sẽ bị ít chơi tại MS3 này. Vì tại MS3 này nha, theo trải game chơi đấy ạ, cần một vị tướng dọn lính nhanh lực, đặc biệt là về đoạn sau, không cần là xạ thủ đâu anh em, mà có thể là mid top hoặc là cả sừng cơ. Còn bây giờ nha, đầu game theo nát cần farm nhiều hơn, đến tầm giữa cuối game đấy ạ, có trang bị theo nát lại mạnh như khi chưa bị giảm sức mạnh, vì khi anh em mắc chưa một thì lại về như ban đầu rồi mà. Nên theo trải game chỉ nên pick khi anh em đảm bảo là theo nát có thể được bắn free hoặc ít nhất là có sự bảo kê từ đồng đội. Nhưng việc theo nát on top tỉa chọn ở rank Việt mình đấy ạ, tiên gì nghĩ là có thể. Nên nhớ rằng ở bên đài nhá, dù tỉa thắng dưới đáy nhưng theo nát vẫn được chọn rất nhiều, tất nhiên là những bậc rank cao đấy ạ, khá khó để chúng ta thấy sự chuyện của theo nát được. Bạn nghĩ sao về theo nát, chia sẻ ngay dưới video nhá. Đánh giá chỉnh sửa Wit, anh em fan của Wit nên cảm ơn tới Flatwood khi chính họ là người đưa Wit tới giải đấu. Đương nhiên ngoài Wit đấy ạ, thì còn có Thon rồi Serica đủ bài mới lạ tại giải APL này. Trải game thực sự thích đội tuyển này luôn, vì nhiều bài lạ nó mới thú vị. Ok, trở lại với thực tại nào, Wit Almeta đó là sự thật. Nhìn qua một chút thông số coi khả quan không nhá. Trước khi chỉnh sửa, Wit đã tỷ lệ chọn là 1,22% với tỷ lệ thắng 50,68%, coi như là an ủi đi, vì dù sao Wit lên game bắn cũng rất là rát. Còn sau một tuần được chỉnh sửa, đúng là tỷ lệ chọn đã tăng với 3,87% và tỷ lệ thắng 53,1%. Đây là một tín hiệu khả quan nhá. Khi Wit được chỉnh sửa lại chiêu 1, dù cho tốc bắn cường hóa bị giảm nhưng được bù bằng tầm bắn xa hơn 7,75m đó, lực đấy chứ. Thêm quả xạ cung thì cũng ra gì đấy. Và đương nhiên, sát thương cường hóa được tăng lên khá khá nhá. Và sau đây là một chút cảm nhận của cá nhân trải game sau khi thực chiến chơi vị tướng này. Wit bắn cường hóa chưa một khá đau và thấm, nhưng hơi buồn một chút cái tốc bắn cường hóa nó bị chậm đi. Cảm giác cố địa thả diều vẫn ổn nhá, vì có tầm bắn mới ok đó, tầm đánh xa hơn giúp Wit có thể bắn cho tranh tốt và an toàn hơn trước. Sát thương lan to hơn khi có đồ giúp Wit cho tranh tổng bắn áp lực và rất hiệu quả. Còn về cơ chế bảo hộ mới nhá, nhắc lại một chút nếu anh em đã quên, thì trước 4 phút đấy ạ, sẽ giảm sát thương của địch trong tầm trụ là 25% và sau 4 phút là giảm 10%, giúp Wit có thể ôm trụ farm ở những giai đoạn đầu khá là an toàn. Có thêm quái rừng như là linh vũ thủ vệ này, rồi là cua xanh, giúp vị tướng này có thêm nguồn tài nguyên để farm. Cái này thì hai cánh cả nhà đều vui nhá. Dù vậy, Wit vẫn phải chờ đợi có 2-3 món đồ mới thể bùng nổ được. Bây giờ mà bảo là pick Wit để test thì ok luôn, chứ mà bảo một người không chăm Wit như là chảm game thì thôi, cứ chơi mấy con xạ thủ meta mà quất cho nhẹ đầu như là Elsu, Stuart, Phoenix, Vio đủ món luôn. Nhưng biết đâu đấy, ở giải đấu đấy ạ, Wit sẽ được xuất hiện nhiều hơn thì sao? Ví dụ như là ở giải GCS có Flatwood nè và các đội tuyển khác, nhưng cũng có thể là không, vì như Modern đó anh em, tăng tầm đánh sửa đủ thứ, nhưng ở giải vẫn đáy, còn ở rank hiếm lắm thì mới gặp được đó. Đánh giá chỉnh sửa Senia, thực sự hơi buồn cho Senia khi mùa S2 được làm lại bộ kỹ năng tưởng sẽ tỏa sáng tại APL 2024, khi tại giải Senia được vận dụng khá khá trận và thể hiện bản thân lao bài đánh chiến thuật ổn, thì đen thay gặp ngay quả bug ối dồi ôi, thế là bị cấm đấu giải APL 2024 luôn. Còn bug thì nghe đồn lúc Senia đáp trước cuối sẽ tiến ở trạng thái vô hình, khiến cho Floor, Zeal, Phi Hoa hoặc là kỹ năng đều xuyên qua Senia như người vô hình, và xuất hiện bug này tận 3 lần ở giải thì phải. Anh em nào biết chi tiết hơn nhớ thông tin cho TNG biết với nhé. Tạm gác bức tại giải đi, thì đến mùa S3 2024, Senia được búp thêm sức mạnh. Trước khi cập nhật nhá, tỷ chọn chỉ có 3,46%, tỷ thắng là 50,05% ở tại đánh đài nhé. Và sau khi được update một tuần, tỷ chọn tăng lên một chút nhỏ, 4,31%, tỷ thắng là 50,38%. Xem ra cú búp sức mạnh này và hiệu ứng tại giải APL không đủ khiến Senia được quá ưa chuộng ở rank thì phải. Cũng phải thôi, ưu tiên của anh em vẫn là các vị tướng meta như là Floor, Zena, Richter, Ryoma, rồi bọn Charlotte, Zuka hơn đúng không? Còn đi trợ thủ nha, cho anh em thích những con bài đánh như là Doria mới nè, rồi là Ibanez, Thane, Enzo, nó thú vị hơn nhiều. Còn về cú búp sức mạnh ư, nó đơn giản là tăng chỉ số lá chắn ở chiêu 1. Anh em sẽ búp lượng giáp ảo dày hơn, to hơn, giúp Senia chống chịu, câu kéo chiến thức khỏe hơn và nổ đam đau hơn nhiều. Và với cổng dịch chuyển mới, Senia có thể ở trên đường top cắm trại luôn cũng được. Và từ phút thứ 2, anh em hoàn toàn có thể dịch chuyển về hỗ trợ đồng đội, hoặc là có chiêu cuối nha, để cover xạ thủ an toàn. Còn khi anh em đi trợ thủ ở đường sông đấy ạ, mà anh em dùng chiêu cuối để cover cho thằng top thì vẫn ok, bởi vì lên gank hoặc là cover xong nha, anh em thể dịch chuyển trở lại đường sông để bảo kê cho đồng đội. Và tại MS3 này, với cơ chế bảo hộ mới thì khi kẻ địch băng trụ sẽ bị giảm lượng sát thương rất là căng, mà đồng đội của Senia được chiêu cuối cover thì đố kẻ địch dám băng vào luôn. Chơi Senia bây giờ nha, đã bao quát bản đồ hơn trước rồi, vía cùng dịch chuyển nè, bay đâu chẳng được đúng không? Thêm quả chiêu cuối cover quá tuyệt vời. Một câu hỏi nhỏ dành cho anh em đã gặp bug của Senia ở đấu rank bao giờ chưa? Và anh em có muốn cầm chơi Senia tại MS3 hay không? Hãy chia sẻ ngay ý kiến dưới video nhé. Và đó có vị tướng được chỉnh sửa. Vâng, TNG đã review lại một cách thực tế, có đang rank ở bên bản đài và sau đó là gửi tới cho anh em cảm nhận. Đấy các bạn thấy không? Không hề chém gió nhá, mà thực tế luôn. Và anh em xem xong nhớ chia sẻ ngay chọn bè của mình nhá. Và TNG chỉ còn thiếu 500 đăng ký nữa thôi là đạt 2 triệu subscribe rồi đó. Đừng quên ủng hộ ngay nhá.
sẽ cố gắng chia sẻ tới anh em những cảm nhận chân thực nhất từ thực chiến đeo đanh và kinh nghiệm chơi game lâu năm không hề chém gió nhé. Và nội dung hôm nay đó là cơ chế chiến trường và bản đồ thay đổi ảnh hưởng tới mọi vị tướng và toàn bộ bậc đanh tại MS3 2024, giúp anh em có nhìn đầy đủ hơn về phiên bản mới mang tên Ngày Hội Liên Quân. Anh em xem xong nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình tránh họ bị tối cổ nhé. Cơ chế bảo hộ trụ, trước đây anh em quen bảo hộ rừng rồi đúng không? Thì tại MS3 2024 chúng ta có bảo hộ trụ. Tác dụng lớn nhất của bảo hộ đó chính là 4 phút đầu game, chứ về sau dù có giảm sát thương nhưng đối thủ lại có đồ rồi nên hiệu quả sẽ giảm lớn. Giảm sát thương ở đây là giảm sát thương của tướng gây ra, nên đánh người cũng yếu đi mà phá trụ cũng khó hơn. Và anh em đừng quên, trụ còn lớp khiên tăng 60% miếng thương đó. Thành ra 4 phút đầu nha, cảm giác khó băng trụ hơn nhiều vì giảm tận 25% sát thương gây ra cơ mà. Nên nếu anh em muốn băng trụ an toàn để hạ gục kẻ địch, cứ gọi 3-4 người mới băng trụ và hạ gục kẻ địch nhanh chóng được. Trảm game nhắc lại nha, giảm sát thương ở đây là chỉ cần bạn đứng trong phạm vi của trụ, sát thương sẽ bị giảm đi 25%, tức là anh em đã thiệt đi 25% sát thương so với kẻ địch rồi đó. Băng trụ nha, không can đam chuẩn là toang ngay. Tất nhiên, kẻ địch mà thủ gắt đấy ạ, cũng không hề dễ công, kiểu là có nhiều khống chế hoặc là lính chưa vào đó. Điểm lợi của bảo hộ trụ này đó chính là các vị tướng chơi kiểu ôm trụ sẽ an toàn hơn chút, hay cụ thể hơn là bọn xạ thủ đầu game yếu hoặc là đi top bị quay đấy ạ, sẽ ok và có cơ hội phản ganh hơn. Hạn chế đi phần nào khả năng bị snowball sớm bởi các bài đánh mạnh đầu như là Văn Hiên nói riêng, và đương nhiên sẽ bất lợi cho anh em khi chơi bị tướng Evin sớm tại MS3 này. Vì dù anh em pick tướng khỏe đầu game, nhưng kẻ địch cứ ôm trụ ở rồi là băng trụ thì bị giảm sát thương, đâu có dễ dàng hạ gục kẻ địch đâu. Nhưng với đa số anh em đánh đanh thông thường đấy ạ, sẽ không có ảnh hưởng lớn bằng đấu giải được. Anh em cứ chờ đi, giải đấu áp dụng phiên bản Ngày Hội Liên Quân đấy ạ, chắc chắn là con bài lăn của Tuyết Mạnh ở đoạn đầu game sẽ bị ảnh hưởng đi phần nào. Cổng dịch chuyển, đây là sự thay đổi lớn nhất và đấy khiến cho chiến thuật và cách chơi của anh em khác biệt lớn so với các meta trước đây. Đương nhiên anh em đánh đanh, thật ra nó chỉ thay đổi một phần nhỏ thôi, bởi vì rank đơn mà anh em không có thể bằng anh em đi team được. Nói thay đổi lớn đấy ạ, anh em phải chờ giải đấu chuyên nghiệp anh em mới thấy các tuyển thủ nha, họ có thể sử dụng mắc binh nhất cái lợi thế cùng dịch chuyển này. Từ phút thứ 2 đến 8 phút sẽ có thể sử dụng dịch chuyển, anh em nhớ tận dụng. Nhưng các bạn phải lưu ý, khi tướng cả hai bên cùng đứng trong vòng dịch chuyển sẽ không thể dùng chức năng này đâu đó, nên chỉ có thể hai trường hợp. Thứ nhất đó chính là tướng đồng minh đứng trong, và thứ hai là đứng trong vòng trước và sau đó dịch chuyển. Sau đó dù kẻ địch đi vào, anh em vẫn có thể dịch chuyển tiếp được. Nhưng nếu ăn khống chế nha, là anh em sẽ bị ngắt dịch chuyển ngay đó. Mà bị ngắt, anh em phải chờ 15 giây thì mới có thể dịch chuyển tiếp được. Nó không giống chiêu cuối của Rui đâu. Và khi dịch chuyển, anh em có thể đổi qua lại giữa hai góc nhìn, nơi xuất phát và nơi đến. Nói chung là để tính toán hợp lý và coi xem có ăn khống chế hoặc là sát thương dồn được kẻ địch hay không. Một lời khuyên nhỏ cho anh em, nếu bạn đi top ạ, nhớ farm xong lính trước, sau đó anh em mới dịch chuyển để đào đường. Có thể để thú trụ trong đội hoặc là ganh đường khác, hay đơn giản là farm ké là khá ổn đó. Trảm game nghĩ rằng anh em sẽ tận dụng cái dịch chuyển này để farm ké là chính cho mà xem, đặc biệt là lính đường mid, hoặc có thể dịch chuyển về tế đàn cho lẹ nếu anh em lười biến về. Anh em phải nhớ nha, khi dịch chuyển cả hai bên đều thấy thông báo vị trí sắp có người dịch chuyển tới, chứ không phải là bí mật hay là bất ngờ gì đâu, trừ khi kẻ địch quá mù map không check bản đồ thu nhỏ. Đương nhiên anh em có thể fake dịch chuyển để dọa kẻ địch, kiểu là anh em bấm dịch chuyển gank mid hoặc là gank top, nhưng sau đó trước khi dịch chuyển thành công anh em lại bấm nút di chuyển để hủy, kiểu là dọa ma đó anh em. Điều đáng tiếc nhất đó là chưa update ở bản Việt, gà gián đài đấy ạ, họ đã sửa cái lỗi của dịch chuyển, đó chính là có thể dịch chuyển lên lính đồng minh. Rất là tiếc nhá, hên quá Trảm Game đã tranh thủ dịch chuyển vào lính chơi được vài ngày rồi, còn về bản Việt mình update mùng 10 tháng 7 ư, sẽ không còn anh em nhá. Chắc chắn sang mùa S3 này anh em đi đường xe ra sẽ có cái cảm giác là hay bị cái địch gank top và giao tranh ở đường xe ra liên tục, vì ở cổng dịch chuyển nhá, đối thủ gank xong lại trở về đường mid hoặc là về đường rồng nếu là trợ thủ lên gank, nên sẽ khá thu hút đám đông đó. Vì tiền đề là ở phiên bản mùa S2 2024 nha, việc gank ở đường xe ra ở cả giải đấu và rank nó đều diễn ra khá thường xuyên và liên tục, thì sang mùa S3 này chắc chắn nó còn nhiều hơn cơ. Anh em có thể chọn địa điểm dịch chuyển là trụ còn tồn tại nhá. Còn nếu anh em dịch chuyển xuống rồng mà anh em đánh nhau lâu quá hoặc là bị thua giao tranh lên bảng điểm số ở tầm 4 phút đổ đi là cực kỳ dễ mất oan trụ top. Nên các bạn trước khi dịch chuyển phải nhìn lính và tính toán cho kỹ càng. Đừng quên, lính mùa S3 bây giờ nha, tốc độ ra đường ở cả ba đường nó bằng nhau gì đó, không giống mùa S2 đâu. Tốc độ lính bây giờ rất nhanh, và không chỉ đường xe ra có thể tận dụng dịch chuyển mà còn có rừng, trợ thủ hay cả mít lên ganh và sau đó về nhà hồi máu, hoặc là quay lại mít hoặc là xuống đường rừng, đủ các kịch bản luôn. Kiểu là mít lên top đánh nhau, sau đó tele ra mít để thủ lính chẳng hạn, hoặc là tele xuống rừng luôn nếu rừng đã giúp dọn lính ở mít. Và tương tự như các vị trí khác, kể cả là rừng hoặc là trợ thủ, đặc biệt là trợ thủ nha. Trợ thủ anh em có thể hỗ trợ rừng farm nhanh ở cánh đúng không ạ? Sau đó anh em lên top, tele xuống rồng, thế là xong, lại hỗ trợ anh em xạ thủ tiếp. Còn anh em xạ thủ ví dụ ăn được trụ sớm đúng không? Chúng ta đổi đường thì hoàn toàn thể tận dụng cái dịch chuyển đó. Anh em thấy chưa? Đủ các kịch bản luôn. Quái mới tại mùa S3 2024, việc thêm đơn vị quái rừng là linh vũ ở đường rồng và cua ở đường xe ra không chỉ giúp anh em đi rồng, đi top hưởng lợi về mặt kinh tế và kinh nghiệm,
mà còn giúp người đi rừng sớm farm full stack đồ rừng nhanh hơn. Tất nhiên, nếu để kịch ăn hết đấy ạ, dễ bị slowbone đường đó. Bây giờ nha, đi top mà cầm chừng trị farm đúng ổn anh em nhỉ. Vừa có đinh vũ để farm, vừa có cua và thể ăn thêm quái của rừng mình hoặc là đối thủ. Tuy nhiên, trường hợp với chừng trị đi top hiện tại nha, ngon nhất chỉ có Tara mà thôi. Mà Tara đi top bây giờ không thực sự quá khỏe. Chưa kể khẩu vị anh em đi top đánh Việt nhà mình nha, toàn mấy anh em thích cầm đấu sĩ thiên hương sát thủ thôi. Nên việc hai cánh, một bên ăn cua, một bên ăn linh vũ là thường thấy. Thường đấy ạ, bên xanh top sẽ có lợi thế về linh vũ ăn dễ hơn, bởi kéo ra và ăn thì địch rất là khó cướp. Còn bên đỏ thì ngược lại nhá, đường rồng có lợi thế về con linh vũ thủ vệ, còn đường xe ra có lợi thế về cua. Game công bằng phết đấy chưa anh em, nhưng còn phải xem là pick tướng có đam dứt điểm không và có sự hỗ trợ đồng đội ra sao. Cũng nhà linh vũ và cua nhá, hoàn toàn thể là mồi câu đó. Thính đấy các bạn, nếu mid và trợ thủ có mặt và ăn chọn cả cua và linh vũ thì khả năng rồng ra anh em có cấp độ 4 cho cả team là rất cao. Nhưng anh em phải chú ý, đừng có mà tập trung ăn linh vũ thủ vệ và cua quá, dẫn đến việc là bị kỳ địch ganh và úp sọ đấy. Trải game đeo anh đài nhiều lần tóm được mấy con bò lạc mà ăn rồi anh em ơi, sướng phải biết. Kiểu là thính đấy, thính bọn nó thích ăn đúng không, tóm luôn. Thứ tư, chỉnh sửa bùa đỏ. Bùa đỏ giúp farm rừng nhanh hơn vì sát thương đốt được gia tăng mạnh, hiệu ứng làm chậm để tối ưu như trước đấy ạ, thì cần cộng dồn 2 lần, còn mấy con đi bộ ảnh hưởng phía đó. Còn nếu bọn cơ động là lướt như kiểu nan nùng ư, làm chậm có tí không ảnh hưởng nhiều đâu, cơ bản là thêm sát thương ngon rồi. Còn nhận xét khác thì rất tiếc là không có, nên trẻ game sẽ không nói dài dòng thêm, cơ bản là chỉnh sửa cũng được đấy. Chỉnh sửa bùa hại rồng và xê ra cấp 2. Bùa hại rồng và tà thần mới thêm đấy ạ, nó khó chịu lắm anh em. Khi dính quả hớt tung là anh em ăn mục tiêu lâu hơn hẳn rồi, vì bị giảm 15% sát thương lý và phép trong 3 giây, thành ra không dồn kịp mà bị kẻ địch ra đấy ạ, cực kỳ dễ bị cướp. Dù chứng chi không bị ảnh hưởng nhưng đam kỹ năng tướng dồn sẽ bị yếu đi đúng không. Ví dụ anh em ăn xe ra cấp 2 rồi muốn ăn thêm rồng mà lại bị cộng dồn thêm bùa hại giảm ối rồi ôi đam đấy ạ, thì muốn ăn 2 mục tiêu nếu không phải cùng lúc thì sẽ gặp khó khăn lớn đó. Chưa hết, nếu trước đó dính sát thương diện rộng của cú gồng thì còn bị giảm 20% giáp và giáp phép trong 3 giây nữa cơ mà, và chắc chắn sẽ mỏng manh hơn trước nhiều. Nhất là mới bị tướng tanh mục tiêu mà lại mỏng máu, cũng như là kẻ địch nhá, hoàn toàn để khiến ta bay màu khi bọn nó ập vào bất ngờ. Đó là lý do vì sao trả game hay khuyên anh em, nếu đi team và nếu được đi rừng nên chờ mục tiêu còn 20% máu chúng ta mới vào, để thể bảo toàn lượng máu và tranh chấp tối ưu hơn. Nhưng đi rank đơn đấy ạ, có vẻ không khả thi cho lắm, vì mình đi rừng mà không vào đồng đội khi chẳng buồn phụ luôn. Đương nhiên là tùy rank nhá, rank càng thấp thì tỷ lệ giúp càng thấp luôn. Chỉnh sửa lính mùa S3. Về chỉnh sửa thì gồm có tăng máu lính nè, tăng tốc chạy lính ra đường cho 3 cánh bằng nhau và tăng tốc đánh của lính theo thời gian. Chúng ta vào nhận xét luôn nhá. Theo cảm nhận của Trảm Game, khi đeo đánh đài sau chỉnh sửa đó thì dù lính tăng 10% máu, ảnh hưởng thì có đó, đó chính là tốc độ dọn lính. Nhưng nếu anh em chơi một vị tướng dọn lính nhanh thì ở đoạn đầu game nó chỉ ảnh hưởng một chút chút thôi, không quá đáng kể ở đầu game. Còn late game nhá, hay đúng hơn là khi cường hóa mắc cho lính thì lại làm câu chuyện khác. Mấy con lính siêu cấp hay là Toro đúng kiểu là đá trâu còn ghê gớm hơn, không cần tưởng tượng là thấy đáng gớm rồi. Tốc độ di chuyển của lính được tăng không chỉ khiến tân lính chạm nhau cùng lúc ở 3 đường, mà còn là tốc độ di chuyển của lính ở đoạn sau thực sự đáng sợ. Kiểu là một bên có lợi thế nha, dồn lính hay là đẩy trước, hoặc là có lính mega, hay đơn giản là địch không về kịp đấy ạ, cực kỳ dễ nổ trụ. Về phần tốc chạy của lính, trả game nói thật nha, tầm giữa ở cuối game anh em sẽ cảm nhận áp lực của nó gấp bội, nó cứ dồn dập tấn công, ai mà đỡ nổi đây. Lính ghê lắm anh em phải chơi mới thấy được áp lực mà lính tạo ra ở phiên bản MS3 này. Đúng kiểu là đội nào bị đánh ở thế thua đấy ạ, và bị thủ trụ thì không kịp thở luôn nếu không có bị tướng dọn lính nhanh về sau. Và anh em đừng quên, tốc đánh của lính cũng được gia tăng theo thời gian. Hãy tưởng tượng đi, qua phút 15, lính sức cấp hay là Toro hoặc là xe ra tiên phong, nó đấm và bắn bùm bùm luôn. Cái này có điểm hay của nó đó chính là giúp nhịp độ trận đấu tăng cao, end game lẹ hơn và tránh cò cưa quá lâu sau phút 15. Đương nhiên đội nào bị ép đấy ạ, tỷ lệ để có thể phản kèo cũng rất là thấp nhá. Đó là những sự thay đổi lớn tại cơ chiến trường và bản đồ phiên bản ngày hội Liên Quân. Anh em đeo rank MS3 2024 phải chú ý nhá. Và nhớ, đây là những chia sẻ thực tế mà Trảm Game test và đeo rank, chứ không phải là chém gió trên lý thuyết đâu. Một meta hoàn toàn mới, lối chơi mới, bản đồ mới và rất nhiều thứ mới mẻ với đa số anh em. Vậy vòng rừng MS3 2024 liệu thay đổi? Chắc nhiều anh em đang phân vân đúng không? Nếu anh em cho rằng vòng rừng ai đi rừng tự xem tự biết, tôi đi top, đi mid quan tâm làm gì? Đó là suy nghĩ sai lầm nhá. Vì anh em phán đoán, đặc biệt được vòng rừng đối thủ thì sẽ dễ dàng trong việc di chuyển, qua đó tính toán phương án phản ganh, né ganh, hay đơn giản hơn là qua rừng đối thủ xin nhẹ bùa. Vậy cùng Trảm Game chém gió và dự đoán vài vòng rừng cơ bản anh em để chơi thử tại MS3 2024 nhá. Xem xong đừng quên chia sẻ cho bạn bè đó. Bắt đầu thôi. Vòng rừng 1, vòng rừng cơ bản và phổ biến. Khởi đầu với con bùa xanh và dọa 2 quái trong phần rừng như mọi khi, sau đó ra mít ăn lính, ăn cua nếu còn. Nếu anh em chơi tướng farm lẹ, chắc chắn còn, nên các bạn cứ yên tâm, đồng đội mà tâm lý chờ chút thì càng tốt. Sau đó về farm màng bùa đỏ,
farm xong, di chuyển ra đường xe ra hoặc là rồng để ganh. Vàng rừng này sẽ bỏ qua linh vũ thủ vệ để linh vũ cho đồng đội ăn, có thể là xạ thủ hoặc thằng top, tùy bên đội xanh là đỏ nhá. Ưu điểm sẽ là hiệu quả nếu kẻ địch lên cao và đồng đội biết kết hợp ganh cực kỳ dễ ăn mạng. Nhược điểm, dễ bị lộ vị trí rừng và đọc vị hướng ganh, đôi khi không tối ưu được tiền ở con linh vũ thủ vệ và đôi khi có thể bị cướp bùa đỏ vì đây là vàng rừng truyền thống và game thủ nào cũng có thể dễ dàng đọc vị được. Vàng rừng hay khá quen thuộc với anh em, khởi động một con bùa đỏ, dọn sạch phần rừng này, sau đó anh em ra mid farm đính cộng ăn cua nếu còn, tiếp tục quay lại farm bùa xanh và dọn hai quái phần rừng này, và không thể thiếu được farm luôn con linh vũ thủ vệ nếu còn, không còn thì thôi và ganh đường luôn nhá. Và cuối cùng hướng tới ăn mục tiêu rồng hoặc là xe ra. Vàng rừng này truyền thống rồi nhưng vẫn tối ưu tiền nhá, đặc biệt có thể ăn linh vũ thủ vệ, đương nhiên là tùy đồng đội vì đồng đội ăn lẹ lắm anh em. Ví dụ Esu đi, nó thể xử lý dễ dàng linh vũ thủ vệ, tội gì không ăn đúng không, tiền mà. Trảm game xem livestream thấy Bâng nè, rồi là Dada và nhiều tuyển thủ khác đánh vàng rừng này khá nhiều. Ưu điểm là tối ưu lượng vàng, dễ xanh, hiệu quả gank ở mức ổn. Nhược điểm là dễ bị lộ tầm nhìn, khiến kẻ địch dễ đoán mình sắp gank ở đâu, có thể bị cướp bùa xanh nếu trợ thủ của nhà mình không check. Xem livestream hoặc là anh em tự đánh, chắc không lạ vụ bùa xanh bị kẻ địch xin rồi đúng không? Vòng rừng 3, farm một bùa, sau đó gank sớm, đa số là farm bùa đỏ và sau đó là gank luôn đường xe ra. Gank xong anh em biết làm gì ở đó, quay lại farm tiếp được nhá, bù đinh mít còn không đấy ạ, farm nốt phần bùa còn lại vốn đã hiệu quả từ nhiều phiên bản trước, nay có thêm con linh vũ và cua ở hai đường càng khiến tỷ lệ gank thành công cao hơn. Dạng đối thủ đang chén linh thú hoặc là cua, tùy đội đỏ hoặc là xanh nhá, anh em ập tới lụm hàng ngay. Tỷ lệ gank thành công cao hay là thấp đấy ạ, còn tùy xem tướng địch và đồng đội của mình. Ví dụ như là có thêm mít rồi là top phối hợp lại là chất tướng ngon mạnh ở đoạn đầu game đấy ạ, gank tỷ thành công rất cao. Áp dụng tốt với rừng mạnh và cơ động ở đoạn đầu game. Ưu điểm là gank sớm, dễ ăn chiến công đầu, có thể farm thêm linh vũ và cua, thêm vàng và kinh nghiệm giúp tối ưu lợi thế. Nhược điểm, nếu có địch đánh ký và thoát được thì anh em sẽ bị chậm vòng rừng mà lại mất đi lợi thế chiến công đầu sớm và dễ bị kẻ địch thừa cơ hội sang cướp bùa còn lại của mình. Nếu đồng đội không biết thủ bùa, tỷ lệ bị cướp rất là cao nhé. Vòng rừng 4, farm vòng rừng bùa xanh trước, khởi động con linh vũ thủ vệ, nhất là khi thêm đồng đội hỗ trợ, đó có thể là trợ thủ hoặc là xạ thủ, vài giây là xong mà. Di chuyển ăn hết vòng rừng bùa xanh, ra mid farm nếu còn lính hoặc là cua và sau đó dọn nốt mảng bùa đỏ. Cuối cùng ganh đường và ăn mục tiêu, có thể tận dụng cổng di chuyển ở phút thứ hai để can thiệp giao tranh mục tiêu, tùy bạn chọn mục tiêu là rồng hay là xe ra, tùy chất tướng và thế trận của đồng đội. Ưu điểm tối ưu lượng vàng, ganh vừa đúng lúc. Nhược điểm dễ bị cướp phần bùa còn lại hoặc là ăn xăng linh vũ thủ vệ, cái đấy có thể thừa cơ cướp bùa bên ngược lại. Nói chung là dễ bị lộ tầm nhìn và đối thủ đọc vị hướng gánh. Vòng rừng 5, đây là vòng rừng cần sự hỗ trợ từ đồng đội, khởi đầu farm chung với thằng top. Yên tâm, top không thiệt gì đâu vì đội rừng có nội tại farm chung, như kiểu mình farm chung ở mid đó, ăn cua và thịt luôn linh vũ thủ vệ và sau đó đồng đội có thể là thằng top đó phụ rừng ăn bùa xanh nhanh, phụ thôi nha, không hit để rừng lên 4 sớm, dọn xong cánh bùa nếu mid còn lính chạy ra mid để hit ké và sau đó dọn phần rừng còn lại, anh em sẽ lên 4 siêu sớm luôn, đảm bảo việc ganh và áp lực cánh siêu mạnh. Đương nhiên nếu không có lính ở mid để anh em hit ké thêm đấy ạ thì anh em sẽ lên chậm một chút nhưng vẫn đảm bảo cái lượng thời gian trung bình nhá. Ưu điểm lên cấp độ 4 sớm, lượng vàng nhận được tối ưu sau khi anh em farm xong hai bài quái rừng, tuy farm nhiều nhưng vẫn kịp thời gian để ganh. Nhược điểm là cần đồng đội hiểu ý hỗ trợ từ đầu, dễ bị team kẻ địch sang cướp bùa ở phần còn lại nếu đồng đội không check và kê hoặc là kéo bùa ra, nên anh em và đồng đội nhớ hỗ trợ nhá. Nói chung là còn nhiều vòng rừng và tình huống lắm anh em ơi. 5 vòng rừng này chỉ là làm chơi chơi với anh em thôi chứ không có đúng đắn hay là chuẩn chỉ gì ở đây đâu nhá. Phải nói rõ ràng kẻo anh em hiểu nhầm là giáo án này nọ thì toang. Trải game chẳng bao giờ làm giáo án cả, chỉ là chia sẻ lên đây để anh em mình có content chém gió và bàn luận góp ý với nhau thôi. Trải game thì thích các vòng rừng truyền thống nhá, linh vũ ăn được thì tốt, không đấy ạ, cho đồng đội hai cánh tự ăn là được vì dễ ăn mà. Còn con cua mới thì như một món ăn kèm thôi, kiểu ví dụ rừng lên ganh top đi, ganh được thì ngon, còn không nhá thì cùng thằng top farm con cua đúng không ạ, sau đó là có thể là cướp con linh thú của kẻ địch nếu còn. Quá tuyệt vời đúng không? Và hoàn toàn thể lợi dụng cổng dịch chuyển để đi ganh các vị trí khác vì con cua với lại linh thú nó mỏng máu, dễ ăn cực luôn. Trừ khi tranh chấp có cả hai team thì mới khó một chút thôi, chứ một mình ăn là chuyện nhỏ ha. Còn nếu chẳng may bị cướp rừng thì ta lại bài cũ thôi, farm phần còn lại hoặc là đổi bùa hoặc là farm lính cánh anh em nhá. Anh em có vòng rừng gì hay bổ sung góp ý cho Trảm Game với nhé. Xem xong anh em đừng quên chia sẻ trọn bè với đó.